Quý khán giả đang theo dõi chương trình phát hình live của Little Sài Gòn TV trên băng tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19 với phần tin tức buổi sáng thứ hai. Lạp Sơn Hoàng Trọng Thụy trở lại là các con số tại thị trường tài chính. Ngày hôm nay um, họ lắng nghe những cái phần nhận định liên quan đến việc là ngân hàng trung ương Hoa Kỳ và quỹ dự trữ liên bang liệu rằng có tăng phân lời không? Ừ. Bởi vì họ nói rằng là quá lâu rồi bao nhiêu năm nay rồi phân lời quá thấp và đến đến lúc Hoa Kỳ họ tùy theo cái nền kinh tế nếu mà kinh tế Hoa Kỳ nó yếu kém đó thì họ sẽ giữ phân lợi thấp nữa uh -huh. nhưng mà trong thời gian qua việc làm tốt Bắt các mức tăng trưởng tốt chính vì thế đã có những cái chỉ dấu cho nói rằng họ nói rằng mặc dầu ngay bây giờ đó thị trường chứng khoán nó dao động nhiều lắm yeah, vâng. nhưng mà chúng ta phải tăng phân lợi không thể không tăng phân lợi được yeah. và chính vì thế những cái lời tuyên bố họ nói rằng Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẽ không loại bỏ trường hợp tăng phân lợi vào tháng 9 này tức là bước vào tháng ừ. 9 rồi nhưng mà khi mà anh tuyên bố tăng phân lợi có nghĩa là tất cả những cái 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 price đó cái giá tiền nó sẽ phải giảm Đ, xuống à, đầu tiên đó là khi mà đi mua xe thì đi mua bất cứ món nợ gì đó văn lợi sẽ tăng và thị trường đã, địa ốc quá bởi vì thị, thị trường địa ốc bây giờ nó đã nóng quá rồi dạ vâng. cái việc tăng phần là nó cũng làm giảm nhiệt cho dạ, thị trường dạ vâng. địa ốc làm giảm một phần nhưng mà ngược lại thì thị trường chứng khoán là bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi vì khi họ nói tăng phân lời như thế đó nó sẽ gây ảnh hưởng cho cả khu vực họ không yeah. muốn tăng phân lời họ muốn giữ phân lời thấp để làm sao ngân hàng có thể cho mượn dễ dàng hơn yeah, vâng. tuy nhiên ngược lại đó thì các cổ phiếu ngân hàng sẽ là những điểm rất tốt bởi vì ngân hàng khi mà phân lời nó tăng đó thì ngân hàng lại muốn cho mượn phải không uh -huh. bởi vì khi mà cho mượn như vậy thì mình sẽ có tiền lời nhiều hơn yeah, vâng. và đó là kích thích cái khu vực ngân hàng như vậy chúng ta sẽ chờ đợi xem liệu rằng các cổ phiếu liên quan đến ngân hàng Bank of America, Chase vân vân có tăng hay không. Yeah. Nhưng mà ngược lại với sự lo ngại đó, thị trường chứng khoán ngày hôm nay giảm đồng thời. Nhìn sang thị trường châu Á đó, thì cũng bị ảnh hưởng nặng thưa quý vị. Châu Á như thị trường Nikkei của Nhật Bản xuống tới 245 điểm, Shanghai xuống chút đỉnh gần 1% nhưng mà cũng là xuống. Mặc dù Hồng Kông lên chút đỉnh, thị trường Đại, đại Hàn tăng hơn 3 điểm, Singapore xuống 34 điểm. Và vì thế vào sáng ngày hôm nay lúc mà giao dịch đó, thì thị trường Dow Jones có lúc xuống tới 160 điểm, rồi sau đó xuống 150 điểm, bây giờ còn có 105 thôi. Và họ nói rằng in choppy trade có nghĩa là lên xuống chầm bổng tries to stay out of correction, ngay từ đầu mà Lập Sơn đã biết ngay cái chữ correction rất là độc đáo bởi vì tiên đoán đúng với cái tình hình thị trường tài chính ngày hôm nay. Vâng, quả nhiên ngày hôm nay thị trường Dow Jones tìm cách né tránh khỏi cái mức điều chỉnh correction nữa ừ. bởi vì họ không <laughs> thích correction. Dạ vâng. Correction nó là xuống tới mấy trăm điểm và giữ ở mức đó luôn. Ok, lý do làm sao mà họ không thích correction? Correction là làm để cho nó cân bằng. Thì thị trường chứng khoán bao giờ họ cũng muốn đi lên hết đó, ừ. họ không muốn có một những cái sự thay đổi quá yeah. mất. và họ nói đó khi mà thị trường mà thay đổi lên xuống nhiều quá không có lợi cho ai hết ừ. đó. bởi vì nhất là những người mà đầu tư mà tiền về hưu sắp về hưu á à. là đang đau khổ nhất vào lúc này bởi vì trong thời gian qua thị trường Dow Jones mất hơn hai ngàn điểm wow. rồi sau đó mất gần 1.000 điểm gỡ lại một phần hôm nay lại lên xuống như thế đó với những người về hưu rồi không sao yeah. khi mà về hưu rồi đó họ lấy hết tiền ra họ mua cd ừ. Tại vì cái CD nó no safe tiền Mình không bị mất tiền Nhưng mà nó lời có nửa chấm, một chấm à, Cho nên nó không có đáng Họ phải để và nghĩa là họ không có muốn để cash tiền mặt Thì Được không hả? có lời gì hết, một cái yeah. lỗ nữa Bởi vì quý vị để tiền mặt nó, nó, sẽ đụng với lạm phát Mà lạm phát trung bình 1-2% thì đã ăn mua cái tiền của mình nhưng mà lạm phát may, trung bình mỗi năm là từ 3 tới bốn phần trăm. thật sự đó, trong thời gian qua lạm phát rất là ít. Dạ hả? Yeah. 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 có đặt cái nước trung bình chúng ta thường thấy mỗi khi cái tình hình kinh tế cách đây khoảng 10 năm, hai ừ. chục năm thì lạm phát khoảng đó nhưng mà từ 10 năm trở lại đây lạm phát đó, không tới một phần trăm nữa. chính vì thế đó, quý vị lấy nhận tiền social security đó, anh ừ. sinh xã hội quý vị sẽ thấy không tăng ừ. Và thậm chí có thời gian nó giảm xuống nữa. yeah. bởi vì social security là lựa trên lạm phát. wow. Đó. cho nên đó là những cái điểm mà đáng lưu tâm ngày hôm nay thưa quý vị và dầu đã đúng vào thời điểm correction bởi vì dầu đã tăng quá mạnh trong tuần lễ vừa wow, qua. 6 từ đồng. từ đúng từ 38 đồng mà hôm nay lên 44 đồng 66 sen. Vàng dầu hôm nay xuống 56 sen một thùng. Vàng thì cũng xuống luôn sau khi đã tăng trong hôm thứ sáu vừa qua và hôm nay xuống 3 đồng 2 1130 đồng 80 sen. Ngày hôm nay nếu mà Lạp Sơn đi mua bắp để ăn thì là cũng vui bởi vì bắp đã xuống. Wow. <laughs> Chờ, em đã hai <laughs> đồng 25 bắp xuống 2 đồng 25. Và khi giá bắp xuống đó ừ. thì chúng ta thấy cái tình trình lạm phát nó bị bớt ảnh hưởng đi thấy chưa? Ừ. Đó. Nói chung là mình cái tình hình lạm phát nó liên quan tới những cái vật uh, vật giá vật liệu, hàng này. Như liệu thô và thời điểm này cũng là thời điểm mà giá vé máy bay Hôm vừa rồi tôi thấy cái giá vé mà không bao giờ thấy trong suốt 10 năm qua. À, một chuyến bay về Việt Nam à, vào tháng 9 này 605 đồng. Wow. khứ hồi. khứ hồi. Cũng giống như thì mình, mình bay, bay từ đây qua miền đông Hoa Kỳ. Thì cái giá nó rất là cao. 6-700 là chuyện thường. Dạ vâng. Mà mình đi về Việt Nam luôn là chỉ có 600 thôi. Thì hãng hàng không bây giờ họ làm tiền rất là nhiều lời. Kinh hoàng luôn. Wow. Bởi vì giàu xuống. Họ không còn áp à. lực nữa. Ngày xưa cái mà dầu lên là bắt đầu giá máy bay Nó tăng lên, tăng nhanh vậy mà không xuống không xuống chưa yeah. kể đó họ phải tính thêm tiền quý vị đặt chỗ nè yeah. rồi quý vị đưa gửi hành lý cũng tính hai ba chục đô la một yeah. gói hành lý và nhìn tình hình chung ngày hôm nay thưa quý vị dow jones xuống 103 điểm và hiện nay dự trù có thể từ bây giờ đến một giờ dow jones sẽ không bị mất wow họ, that's, that's họ that's nói so. là họ đang các giới đầu tư họ cũng đang nghi vấn có người thì nói rằng nè thôi bây giờ kệ bà đó nó. ừ. họ nói dùng cái chữ luôn kệ bà nó nếu mà quỹ dự trữ liên bang có tăng phân lời thì kệ trước hay sau cũng tăng yeah. tại sao mình cứ ảnh, cứ muốn ảnh hưởng đến vấn đề mà tăng phân lời làm gì chính vì thế những người mà quản trị các nguồn đầu tư họ mới khuyên thân chủ của họ chẳng hạn ừ. như là lập sơn có đến 10 triệu đô la gửi yeah. vào một cái quỹ và nhờ cái người đó kiểm tra thì họ mới khuyên yeah. lập sơn đừng có quan tâm nhiều đến cái việc mà phân lời tăng hay không trước hay sau thì mấy ông cũng tăng thôi yeah. thì cứ để nguyên cái tiền đầu tư đó đi và mm. tiếp tục đầu tư thì đó là những cái mà họ đang nói chuyện với nhau ở sáng wow. nay chính vì thế thì chúng ta thấy mới đầu thì xuống 160, trăm sáu cái đó đỡ yeah, lại yeah. thì đó, những người mà quản trị những nguồn đầu tư họ khuyên nhủ thân chủ của họ wow. đừng có nên chạy ra chạy vô nó mất ổn lắm yeah. và nhiều người mất tiền nhiều lắm thưa quý vị khi mà có những người chúng tôi ghi nhận đó là gọi điện thoại tới bán hết tôi không khe Ừ. bởi vì họ quá sợ họ nói xuống dạ, tới mất 2 ngàn điểm mà bây giờ nếu mà để mà nó crash một cái đó là mất coi như là mất hết sạc. luôn nha yeah. thì thôi bây giờ bán đi mất hết 10 20 phần trăm cổ phiếu của họ mất yeah. là nhiều lắm hả dạ, đúng rồi. Thì vì lập sơn có 10 triệu đô la đầu tư mà mất trong vòng một ngày mất 2 triệu đô wow. và có những người trong vòng một ngày mất 2 tỷ đô có chứ tại vì họ yeah. có 10 tỷ họ đọc họ đâu có để tiền cash 10 tỷ đó họ phải lưu động Ở cái vốn của họ do đó là những diễn biến hiện nay chúng ta chờ đợi thêm và thưa quý vị đây là một bản tin mà lạp sơn hết hồn khi mà đọc được cái tựa đề đó là đó là một người mẹ trẻ chỉ mới có 22 tuổi thôi thưa, thưa quý vị người này tên là Maya Lopez wow nhưng mà thật sự khi đọc cái bản tin này mình thấy hết hồn là tại sao chính cô ta đã nhận chìm con của mình trong cái pet thấp mà không chỉ là một đứa mà là hai đứa hai đứa con sinh đôi chỉ mới hai tuổi thôi thưa quý vị cái khuôn mặt này 22 tuổi quý vị có thể tưởng tượng không nhìn giống 32 nhìn giống 32 đúng nhưng mà nhìn cái cổ của cổ kìa em nghĩ chắc trong lúc nhấn chìm đứa con chắc cái người này họ dùng thuốc tìm cách nhấn hai đứa con sinh đôi của mình và hai đứa con Được mấy rồi. tuổi? Hai đứa con chỉ 92 tuổi thôi thưa quý hai vị. hai tuổi thôi. Và chính mẹ của cô ta, có nghĩa là bà ngoại của hai đứa trẻ đã phải gọi cảnh sát. Vì quá sợ hãi tại sao con của mình nó lên cơn điên như thế và Được chuyện gì xảy ra với hai đứa trẻ khi đưa vào bệnh viện? Và hai đứa trẻ khi đưa vào bệnh viện là đã cảnh tắt sát là rồi. đã tắt thở rồi thưa quý vị. Pronounce death khi tới bệnh viện rồi. À, đây là một câu chuyện rất là đau lòng một người mẹ quá trẻ mà em không hiểu được tại sao mình lại tự tay mình giết con mình. Cái chuyện này ở Mỹ đó hầu như quý vị thấy hàng năm nào cũng xảy ra hết. Dạ vâng. Chúng tôi đã gửi đến quý vị biết bao nhiêu câu chuyện của những người mẹ giết con, Nhớ không những giết sản. giết một đứ năm đứa, năm đứa, sáu đứa, đứa con, giết hết yes luôn. Rồi, mà rồi khi mà nói đó thì mới nói là tôi nghe trong lỗ tai của tôi có cái tiếng của ma quỷ gọi là giết nó đi nó là quỷ. Thì người mẹ tưởng con mình là quỷ, thật sự không biết mình là quỷ yeah. mà tưởng con mình là quỷ cho nên nghe tiếng đói trong tai. Những cái này là bệnh thần kinh không có được chữa trị thứ nhì nữa, có thể sử dụng ma túy. Sử dụng ma túy cho nên nó gây ra ảo giác. Ảo giác và cứ nghĩ cái người yeah. đó là mình sinh ra hai đứa trẻ này là quỷ ám. Oh my God và hậu quả ngày hôm nay người mẹ có thể phải được đưa vào gặp bác sĩ tâm lý để giám định tâm thần. Chúng tôi trở lại ngay sau phần bảo trợ thương mại gửi đến thêm quý vị các bản tin liên quan một vụ giết cảnh sát không gớm tay của một kẻ căm thù cảnh sát trong thời gian qua và hậu quả như thế nào mà quý vị cùng theo dõi tin tức từ Houston, Texas.